Cậu bé cầm viên phấn bằng chân trái và vẽ một biểu tượng trên mặt đất. Chị gái bên cạnh thấy đó là một hình tam giác. Bố cũng chú ý đến động tác của Christy, nên nghiêm túc ngồi xổm, dạy cậu vẽ hình tam giác chuẩn. Nhưng cậu lắc người, cô xóa hình do bố vẽ. Đó không phải là hình tam giác, đó là chữ A. Rõ ràng chỉ có mẹ mới hiểu ý của Christy. Rồi cậu chật vật, di chuyển đến sang chỗ trống khác. Dưới sự dõi theo của cả nhà, cậu lần lượt viết những con chữ bằng chân trái. Bây giờ mọi người có thể thấy rõ chữ cậu ghép lại có nghĩa là mẹ. Trong phút chốc, mắt mẹ đẫm lệ. Và đối với Christy bại não, cả người chỉ còn cảm giác ở bàn chân trái mà nói. Chỉ cần vài chữ này cũng đã khiến cậu kiệt sức mệt lử. Lúc này, bố cũng kinh ngạc phát hiện ra, Christy không phải là kẻ ngốc như người ta nói. Ông kêu hãnh đưa con trai bé bỏng đến quán bar để khoe với người dân trong thị trấn. Đây là Christy Brown, con trai tôi, một thiên tài. Lý do ông Brown phấn khích đến vậy là vì Christy từ khi sinh ra đã không được hàng xóm láng giềng coi trọng. Người trong quán bar thường cười nhạo bố cậu vì đã sinh ra một thằng con bại não. Nhưng người bố gắt gỏng của cậu không bao giờ nể mặt những người này. Ông ta nên lo quản cái miệng mình cho kỹ vào. Con cái trong gia đình nghèo này cũng không ít. Christy luôn ở trong góc gầm cầu thang. Mẹ cậu biết cậu cũng muốn ngồi trên ghế như một người bình thường, nên lén giấu một số tiền mua một chiếc xe lăn trong lò sưởi. Đây là bí mật giữa hai mẹ con. Tuổi tác ngày càng tăng, mẹ bầu bế cậu lên lầu càng tốn nhiều sức hơn. Sau khi đặt Christy lên giường, bà phải thở dốc một lúc. Christy đưa mắt nhìn mẹ ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên có tiếng bà ngã cầu thang. Vì lúc này ở nhà không có ai khác, cậu chỉ có thể tự mình di chuyển cơ thể, lết về phía cầu thang, hết đụng bên này tới bên kia để xuống lầu. Không thể lớn tiếng kêu cứu, Christy dùng chân đá vào cửa một cách tuyệt vọng. May mà động tĩnh này đã được hàng xóm chú ý. Qua khe nhỏ trên cửa, bà ấy thấy tình hình bên trong. Vào thời khắc quan trọng, xe cấp cứu đã đến kịp thời. Sau khi bà Brown được đưa đến bệnh viện, hàng xóm không nhận ra rằng đó là lỗi của Christy. Cũng vào hôm đó, Christy có thêm một cô em gái. Cậu cũng không còn là đứa con nhỏ nhất trong nhà. Dù chiếm phần lớn tình yêu thương của bố mẹ, nhưng anh chị em không bao giờ bài xích cậu. Gia đình thường đẩy xe đẩy ra phố chơi. Những ngày bình thường trôi qua từ năm này sang năm khác. Christy tổ chức sinh nhật lần thứ 18. Bà Brown bưng bánh sinh nhật đến. Với sự chúc phúc của cả gia đình và sự động viên của bố, anh chật vật thổi tắt từng ngọn nến. Khi chỉ còn lại chiếc nến cuối cùng, Christy đã dùng môi để dập lửa. Trong một cơ thể tàn tật có một trái tim bướng bỉnh. Điều này từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bao giờ thay đổi. Khi tham gia các trận bóng đá với bạn cùng lứa, là một thủ môn, Christy sống chết chặn bóng bằng đầu, cố thủ không để nó qua vạch vôi. Đối thủ muốn đột phá, Christy chống trả bằng răng. Đến khi anh chuyển sang đá phạt, thủ môn đối phương hoàn toàn không coi anh ra gì. Và cú đá bằng chân trái của Christy sẽ khiến anh ta phải hối hận vì đã đánh giá thấp mình. Buổi tối, đám thanh niên trong thị trấn chơi trò chơi. Miệng chai chĩa vào người nào, cô gái phải hôn người đó một cái. Cái chai một mực chĩa về phía Christy. Thế là mọi người bắt đầu gieo hò và chuẩn bị xem chuyện cười của Rachel. Rachel không chút do dự đứng dậy, bước về phía Christy trước ánh mắt của mọi người. Cậu là người tốt nhất trong số họ. Ánh mắt cậu rất mê người. Cô dùng hành động đáp lại định kiến của người khác. Thời mới biết yêu. Cách cư xử đúng mực và nụ hôn khó quên của Rachel đủ khuấy động trái tim bồn chồn của Christy. Thấy chị gái không nỡ rời bạn trai dưới lầu, Christy cũng vẽ một bức tranh khao khát tình yêu. Hôm sau, Rachel nhận được bức tranh, vui vẻ khoe với bạn bè. Tôi đắm mình trong đôi mắt xanh của cậu, nó không tuyệt sao. Cậu ấy còn tự ký tên. Mấy cô bạn không những không khen, thậm chí còn bắt đầu la ó. C, B, đó không phải Tom Brown. Đó là Christy Brown. Cậu ta chỉ dùng mỗi chân trái. Cô ấy thích một thằng tàn tật. Lời nói của các cô gái đã giáng một đòn mạnh vào Rachel. Cô nhanh chóng tìm thấy Christy và trả lại bức tranh. Nếu đã không thích đối phương thì đừng cho anh quá nhiều ảo tưởng. Christy lần đầu nếm trải nỗi đau tình yêu. Cô gái mình rung động, cuối cùng anh cũng không có được bạch nguyệt quang. Đến tối, mẹ phát hiện trong nhà còn dư một khoản tiền. Hỏi ra mới biết ông Brown bị sa thải vì đánh bị thương quản đốc. Bây giờ gia đình đã mất nguồn thu nhập, nên cả nhà chỉ có thể ăn cháo mỗi ngày. Tom phàn nàn mình ăn không nổi nữa, Christy cũng làm theo. Bố tức giận, nắm chặt tay định đánh anh. Nhưng thấy Christy bất lực không có cách nào chống trả. Ông ấy vẫn kiềm chế tính khí của mình. Thu qua, đông đến, Christy ngày càng bị ám ảnh bởi hội họa. Mẹ khuyên anh nên đi ngủ sớm. Vì than ở nhà đã hết, không đủ sưởi ấm cho căn phòng. Mỗi tối, mọi người phải về phòng ngủ sớm. Christy và ba anh em chen chúc nhau trên một chiếc giường. Đêm lạnh khiến anh khó ngủ, tiếng ồn khiến những người khác không thể nghỉ ngơi. Thế là hôm sau, các anh em nghĩ ra giải pháp. Anh trai đẩy Christy chặn xe chở than. Hai người phía sau nhân cơ hội rút chốt xe. Tài xế phát hiện ra họ, cầm gậy gỗ cảnh cáo họ tránh xa xe ra. Nhưng mục đích của mọi người đã đạt được. Khi xe tải đang lên dốc, cách cửa bung ra đúng như dự đoán. Ngay lập tức, một lượng lớn than đổ ra ngoài. Rất nhanh, trên đường phố đã xảy ra cảnh tượng điên cuồng nhặt than. Xe nôi cũng biến thành dụng cụ đẩy than. Chở đầy than, họ không còn phải lo cái lạnh ở nhà nữa. Hào hứng khoe kết quả với mẹ, nhưng lại nhận về lời chỉ trích nặng nề. Con biết chỗ than này là một nỗi ô nhục. Con cũng biết là con người làm việc luôn có Chúa dõi theo. Chỗ than đó sẽ không được mang vào nhà này. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải dùng chỗ than ấy. Cả nhà được sưởi ấm trong căn phòng khách. Christy bất ngờ nhìn thấy tiền tiết kiệm rơi trong lò sưởi. Anh muốn nói với mọi người nhưng lại không biểu đạt được điều muốn nói trong lòng. Chúa ơi, may mà mẹ hiểu ý của anh, vừa lấy tiền tiết kiệm trong lò sưởi ra. Bố không hiểu tại sao một chiếc bình vỡ lại quý giá đến vậy.
mở ra mới phát hiện bên trong có số tiền khổng lồ đến 900.000. Chúng ta chớt cóng, ăn cháo 3 bữa, em lại đi giấu 900.000 trong lò sưởi. Đến khi vợ nói đây là tiền tiết kiệm để mua xe lăn cho Christy. Cuối cùng, ông Brown vẫn chọn im lặng. Một đêm nọ, sau khi mẹ và chị về nhà bảo đám trẻ lên lầu tránh đi, bà có chuyện muốn bàn với chồng. Hóa ra chị gái đã có thai và phải kết hôn với bạn trai càng sớm càng tốt. Chuyện này khiến ông Brown cảm thấy nhục nhã. Ông không những mắng cô chị mà còn cho một bài học. Sharon trốn trong phòng với một gương mặt đỏ và sưng tấy. Christy tức giận người bố thô bạo của mình đến mức mặt đỏ tía tai. Christy phát ra cơn phản đối kịch liệt không thể kìm chế được. Sau khi trấn an anh, Sharon quyết định bỏ trốn khỏi nhà. Chị ấy nhờ Christy chăm sóc mẹ. Chị phải đi đây, giúp chị chăm sóc cho mẹ thật tốt. Sau này, bà Brown cuối cùng cũng gom đủ tiền, đến bệnh viện mua xe lăn. Cũng tại đây, trưởng khoa đã giới thiệu một bác sĩ chuyên khoa bại não. Nhưng khi mẹ đưa bác sĩ Aileen về nhà, Christy đã phản đối việc điều trị phục hồi chức năng. Đến khi mẹ nói rằng không cần tốn tiền, cậu mới thay đổi thái độ. Thế nào, thằng bé nói, hy vọng muộn màng, khiến người ta đau lòng. Tôi có thể nghe hiểu. Nào, làm thôi, Christy đồng ý điều trị. Nhưng khi đến bệnh viện, thấy trong xe toàn là những đứa trẻ, anh lại bắt đầu chống cự. Khu phòng bệnh đầy những đứa trẻ có triệu chứng giống anh. Người đã trưởng thành như anh cảm thấy lạc lõng và vô dụng. Anh cầu xin Aileen đưa mình về. Về nhà, Christy nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với bên ngoài. Đặt tất cả tâm tư của mình đều gửi gắm vào thế giới trong tranh. Nhưng Aileen không từ bỏ anh. Cuối cùng đã mở được trái tim khép kín của Christy. Những ngày sắp tới, mỗi ngày họ đều điều trị phục hồi chức năng tại nhà. Aileen dạy anh thổi bong bóng và tập thở nhịp điệu. Nhưng cô càng cống hiến vô điều kiện, Christy càng mặc cảm tự ti. Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi và tự hỏi ý nghĩa về cuộc sống là gì. Cả ngày trốn mình dưới chăn, mẹ cũng không thể làm gì được. Đã 3 ngày thằng bé không nói chuyện với tôi, không biết rốt cuộc thế nào nữa. Thế là Aileen tặng anh một cuốn sách, là cuốn Hamlet của Shakespeare. Sống sót hay diệt vong cũng là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Với sự ảnh hưởng của sách, anh dần lộ ra vẻ không còn tự tin nữa. Tâm trạng tốt sẽ vừa vẽ, vừa đọc lại những câu nói của Shakespeare. Lời nói của cậu cũng rõ ràng hơn nhiều. Bố ở dưới lầu, nghe tiếng khe khẽ, thậm chí còn có thể cùng đọc thuộc lòng. Chỉ có mẹ mới có thể nhìn ra Christy đã yêu Aileen. Nhưng tình yêu bất khả thi này vô tình sẽ đánh vào trái tim mong manh của Christy lần nữa. Hai người họ bắt đầu lo lắng rằng khuyết tật thể chất sẽ không là gì so với tổn thương tinh thần. Hôm đó, Aileen mang đến tin vui. Cô có một người bạn mở phòng trưng bày, đã đồng ý giúp Christy tổ chức một cuộc triển lãm. Cả hai người đều rất hào hứng. Christy nhân cơ hội này để bày tỏ cảm xúc của mình. Aileen, tôi rất thích cô. Tôi cũng thích anh, Christy. Nhưng ta đều hiểu rằng tình yêu Aileen nói không có nghĩa là tình yêu. Không lâu sau, cuộc triển lãm nghệ thuật được tổ chức với sự giúp đỡ của Peter. Tác phẩm vẽ bằng chân trái của người khuyết tật đã nhận được phản hồi tốt trong giới nghệ thuật địa phương. Bữa tiệc tối, mọi người đều rất vui vẻ. Christy cũng lần nữa bày tỏ tiếng yêu với Aileen. Nhưng rồi bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Aileen phải kể một điều mà cô ấy chưa từng đề cập trước đây. Peter, người đã giúp tổ chức cuộc triển lãm tranh là chồng sắp cưới của cô. Tháng sau họ sẽ tổ chức hôn lễ. Nghe tin sét đánh giữa ban ngày, niềm vui của Christy bỗng chốc tiêu tan. Hành vi của anh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Anh nghẹn ngào chúc phúc, nhưng giọng điệu lại đầy tức giận. Không khí trong nhà hàng cũng đóng băng. Chúc, mừng. Peter và Aileen. Tốt quá rồi. Tôi rất vui vì cô dạy tôi nói, để tôi có thể nói được thế này. Christy uống hết ly này đến ly khác. Đồng thời, anh đang lẩm bẩm phàn nàn với chất giọng không rõ. Aileen xấu hổ không biết phải giải quyết thế nào. Peter không thể chịu đựng được nữa, anh ta muốn đẩy Christy ra khỏi nhà hàng. Dừng tay lại. Dừng tay, thật ngu ngốc. Bữa tiệc ăn mừng ban đầu vui vẻ lại kết thúc trong hỗn loạn. Christy cũng đóng cửa trái tim mình. Anh viết một đoạn ngắn ra giấy. Sau đó, anh nhặt lưỡi dao lên, định tự kết liễu mình. Nhưng cơ thể mất kiểm soát của Christy không thể chạm tới cổ tay anh. Christy không tự sát được đã thất bại hoàn toàn. Dù mẹ có thuyết phục bao nhiêu cũng chẳng ích gì. Được thôi, con bỏ cuộc, con chẳng có gì cả. Nói xong, bà Brown cầm sảnh đi ra sân sau. Bà nghĩ chỉ cần xây một căn phòng cho Christy sẽ nhen nhóm lại hy vọng sống cho anh. Mẹ đang làm gì vậy? Có lúc, mẹ cho rằng con chính là linh hồn mẹ. Mẹ đã nhiều lần muốn đưa cả đôi chân cho con để mẹ chịu đựng những chuyện này. Có chuyện gì với con vậy, Christy? Con xin lỗi mẹ. Tình yêu vị tha của mẹ khiến Christy cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng anh cũng hiểu, dù không thể có được người mình yêu, nhưng trên đời này sẽ không bao giờ thiếu những người yêu thương mình. Vậy là anh ấy cũng tham gia vào công trình của mẹ. Lúc này, ông Brown dẫn các anh về. Thấy hai mẹ con bận luôn tay, ông không khỏi chê cười. Mấy đứa nhìn xem. Christy, em có thể là họa sĩ, nhưng không thể là thợ xây. Làm khá tốt đấy. Nào, mấy chàng trai, lấy thêm vài viên gạch nào, vào việc thôi. Sau khi cử chi, tất cả đều cởi áo khoác và tham gia vào công trình. Thậm chí còn bắt đầu thi thố xem ai về đích trước. Khi ông Brown đi lấy nước, mẹ đã dặn dò những đứa con. Nghe này, để bố mấy đứa thắng nhé, ông ấy muốn giành chiến thắng. Dưới sự ngầm đồng tình của mọi người. Đúng như dự đoán, bố đã xây xong bức tường trước. Ông bước ra ngoài với vẻ mặt đầy tự hào. Nhìn này Christy, đây là cách ông ấy bày tỏ tình yêu với con ấy. Những ngày bình yên lại bị phá vỡ lần nữa. Khoảng thời gian vui vẻ đó chưa kéo dài được lâu, một ngày nọ, anh và mẹ đi mua sắm về. Cửa phòng khách không thể mở được. Nhìn qua cửa sổ, thấy bố mình đã ngất xỉu trên mặt đất và đang chặn cửa.
Sau khi họ gắng sức đẩy cánh cửa ra, bố anh đã qua đời rồi. Đời người khó lường, thế sự khó đoán. Lần đầu Christy đã trải qua nỗi đau mất đi người thân. Vài ngày sau, anh và mẹ đến quán bar để trả số nợ uống rượu mà bố anh nợ khi còn sống. Christy hát bài hát yêu thích của bố, nhưng lại dấy lên sự bất mãn của một người đàn ông khác. Một người hàng xóm đứng lên nói thay Christy, cậu ấy đang hát vì bố mình. Bố cậu ta chỉ biết bịp bợm, họ Brown chỉ biết khoác lác. Thôi nào mọi người, thong thả nào, để tôn trọng ông ấy. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, rõ ràng không thể tránh khỏi một trận chiến lớn. Christy và các anh đã đánh một trận trong quán bar để giữ lại tôn nghiêm của bố. Kể từ ngày đó, Christy ngừng vẽ. Anh cảm thấy tư tưởng của mình không thể truyền tải vào tranh. Thế là anh nhờ em trai mình giúp viết một cái gì đó. Đó là tiểu sử cá nhân của chính Christy và có tên là Chân trái của tôi. Câu chuyện vừa được xuất bản, nó nhanh chóng bán rất chạy ở các hiệu sách. Họ kiếm được đủ 26 triệu tiền bản quyền. Đây là hũ vàng đầu tiên của Christy. Em trai đã bí mật bỏ tiền vào hũ tiết kiệm của mẹ. Bữa tối, các anh em đều đồng thanh muốn ăn kem. Dù mẹ họ nói với họ rằng gia đình cần tiết kiệm tiền, nhưng bà vẫn đồng ý yêu cầu của mấy đứa. Bà Brown bước vào bếp và lấy hũ tiết kiệm ra. Lúc này, bà rất ngạc nhiên khi phát hiện ra số tiền khổng lồ ấy. Đây là gì? Tiền đấy mẹ, hãy lấy nó đi. Nhìn tiền đầy ắp trên bàn, bà Brown cảm thán, chỗ tiền này nhiều hơn số mà bố họ kiếm trong một năm. Nhưng bà lại thấy mình không thể nhận số tiền ấy. Mẹ lấy thì làm được gì? Mẹ có thể mua quần áo và giày mới cho mình. Tùy mẹ ạ. Cuộc sống khó khăn bắt đầu khá hơn nhờ tác phẩm của Christy. Cả gia đình không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Vài năm sau, vào một đêm nọ, mẹ nói với Christy đang viết tác phẩm rằng anh có một vị khách. Người đó không ai khác chính là Aileen đã nhiều năm không gặp. Nhìn lại người từng bị ám ảnh về tình yêu một thời đã trưởng thành, nhưng chỉ cần cười là cho qua đi chuyện cũ. Aileen mời Christy tham dự bữa tối của công tước. Đây là một sự kiện từ thiện, sự hiện diện của các nhà văn nổi tiếng có thể gây quỹ được nhiều hơn. Tôi biết anh không muốn lộ diện công khai, nhưng đây là một hoạt động từ thiện. Có vì người khuyết tật không? Vì người khuyết tật, tôi sẽ cư xử đúng mực. Tại hiện trường sự kiện công tước đã sắp xếp cho anh một hộ tá riêng. Xin chào, tôi tên là Mary, hôm nay tôi sẽ đi cùng anh. Giờ tôi sẽ đưa anh đến phòng làm việc. Lần đầu gặp Mary, anh đã bị nụ cười của cô làm cho say đắm. Nhưng người đã trải qua hai lần đau khổ như anh, lần này, đối mặt với tình yêu, anh trở nên bảo thủ hơn nhiều. Anh đã chia sẻ bản thảo gốc của cuốn sách đầu tiên của mình với Mary. Trông rất hay, vẻ bề ngoài để lừa người ta thôi. Tạm giao lưu trong thời gian ngắn, Mary phát hiện ra Christy kỳ lạ giống trong lời đồn. Nhưng trong sâu thẳm có cảm giác hài hước, tích cực và lạc quan. Mà trong câu văn của anh, cũng có thể thấy rõ cuộc đấu tranh của một người khuyết tật trước số phận của mình. Christy muốn mời Mary đi ăn tối, nhưng Mary lại nói cô đã có hẹn với người khác rồi. Lúc này gần đến lượt Christy xuất hiện. Trước khi vào hội trường, Christy cầu xin Mary ở lại. Nhưng dù anh có nói gì thì Mary vẫn không đồng ý. Cuối cùng, cô vẫn rời đi mà không ngoái đầu lại. Sau đó Aileen đẩy Christy và bước vào. Mọi người vỗ tay cho nhà văn khuyết tật và mạnh mẽ này. Công tước bắt đầu giới thiệu câu chuyện của Christy, nhưng anh có chút lơ đãng. Cùng lúc đó, Mary quay trở lại phòng làm việc. Khi lấy cuốn sách của Christy ra một lần nữa, mới phát hiện ra không biết Christy đã viết một câu trên cuốn sách từ khi nào. Cảm nhận được tâm ý của Christy, cô quay lại hội trường trước khi kết thúc bài phát biểu. Đôi mắt của Christy đột nhiên sáng lên. Anh nhanh chóng cởi giày, nói với mẹ một bông hoa để tặng nó cho người trong lòng của mình. Sau khi hoạt động kết thúc, Christy không chịu rời đi. Anh muốn ở đây đợi Mary. May là người có thể ở bên anh suốt đời sẽ luôn xuất hiện đúng lúc. Bộ phim cũng kết thúc tại đây. Đây là câu chuyện tự truyện của nhà văn, họa sĩ tài năng người Ireland, Christy Brown. Christy và Mary kết hôn vào ngày 5 tháng 10 năm 1972. Anh bước đi bằng cơ thể của mình, khám phá cuộc sống bằng chân trái, viết lại sự phi lý của cuộc đời bằng tinh thần kiên cường.